Ở địa hình sông nước, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, lực lượng vũ trang quân khu 9 thực hiện cải tiến các phương tiện như tàu thuyền thành nhà kho nổi nhằm bảo đảm an toàn cho vũ khí, trang bị và tiện cơ động trên sông. Tùy theo địa hình thực tế sẽ có cách bố trí kho nổi phù hợp. Với cái đặc thù của vùng sông nước, thì ngành kỹ thuật An Giang có một cái sáng kiến là sẽ tổ chức cái cụm kho nổi ở tại sở chỉ huy để phục vụ cho tham quan, rút kinh nghiệm trong cái quá trình diễn tập. Kho nổi là một cái hình thức cơ bản được lựa chọn để cất giữ và sẵn sàng cơ động, vừa bảo đảm an toàn, vừa bảo đảm được kịp thời cho các khu vực. Công tác xây dựng nơi ăn ở, căn cứ dã ngoại cũng được các đơn vị quân khu 9 nghiên cứu cho bộ đội phù hợp với địa hình đồng nước. Ngoài tận dụng các vật liệu có sẵn, lực lượng vũ trang quân khu 9 còn thiết kế ngụy trang dựa theo tự nhiên. Việc kết hợp quá trình học tập và sinh hoạt sát thực tế chiến đấu như thế này đã giúp cho cán bộ chiến sĩ rèn luyện thêm kỹ năng, bản lĩnh, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn gian khổ. Quá trình xây dựng là thông thường đóng một cái trụ từ là 1,5 m đến 2 m, nhưng mà do chất đất mềm thì phải đóng trụ là từ 2,5 m đến 3 m. Một căn nhà đối với đơn vị là có một tổ xây dựng là khoảng 10 người, dự kiến là xây dựng là từ 12 đến 15 ngày. Nhưng mà do cái điều kiện, một là cái chất đất, thứ hai là cái không có cái nguồn điện, vì vậy là đơn vị xây dựng là cái thời gian là kéo dài đến là từ 22 đến 25 ngày mới hoàn thành một cái căn nhà như thế này. Để nâng cao khả năng xử trí và hiệp đồng giữa các đơn vị, lực lượng vũ trang quân khu 9 tổ chức xây dựng đa dạng các tình huống trong diễn tập bắn đạn thật. Bên cạnh đó, nhiều loại vũ khí trang bị được cải tiến để tăng cường sức mạnh chiến đấu như các tổ hợp xe pháo M548, M113. Hiệu quả này được minh chứng trong cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, đã đánh giá năng lực toàn diện về quá trình tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là ý thức và hành động của bộ đội trong suốt quá trình chuyển trạng thái và thực hành bắn đạn thật. Phải nói rằng qua cái diễn tập lần này thì anh em vận dụng sát với thực tế tình hình trên địa bàn, đặc biệt kết cấu giữa ta và địch trong quá trình tác chiến nó sát với thực tế. Chính từ chỗ đó để làm cơ sở nâng cao về công tác huấn luyện và đội ngũ cán bộ các cấp cho lực lượng vũ trang quân khu. Bộ Quốc phòng chủ trương là cho tất cả cán bộ chủ chốt trong toàn quân đến tham quan. Qua cuộc diễn tập này thì có thể nói rằng cán bộ các đơn vị tham quan, các đồng chí cũng đánh giá rất cao cái kết quả của cuộc diễn tập này. Và sau cuộc diễn tập này thì Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo quân khu 9 và các đơn vị trong toàn quân, học viện, nhà trường tổng hợp nghiên cứu những vấn đề mới về vấn đề lý luận và thực tiễn trong tác chiến phòng thủ ở quân khu. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn huấn luyện chiến đấu, quân khu 9 đã biến yếu tố tự nhiên thành một lợi thế, một nét đặc thù trong nghệ thuật tác chiến ở địa hình sông nước. Việc làm chủ địa hình tự nhiên cùng với sự nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị phù hợp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 thực sự giúp cho quân và dân vùng châu thổ sông Cửu Long giữ vững thế trận phòng thủ trong mọi tình huống.